Chào anh em nhé. Hôm nay mình lại quay lại chủ đề của cây hải châu mà hôm trước mình có review cho anh em về cái phương pháp là để cho nó ra hoa trái vào Tết Nguyên Đán này. Thì vừa rồi nó bị một trận mưa nên là nó rụng mất khối rất là nhiều hoa, đậu được một ít trái ở trên cây thôi. Bây giờ nó chuẩn bị vào mùa mưa này nên là cái tỷ lệ ra bông trái ép để cho nó ra nhiều trái nữa đấy thì là mình sẽ phải tiếp tục xử lý. Hôm nay mình review cho anh em xem đợt hai mình xử lý cái cây hải châu rồi nhé. Cắt bỏ các cái cành nhánh của cái gốc của nó, dọn để nó cung cấp dinh dưỡng trên. Cả những cái chốt mà nó mọc không đúng vị trí này chúng ta tỉa hết đi. Tỉa hết đi để nó lấy dinh dưỡng nhau. Đi bông trái. Thank you.
Đấy, cây này mình gọt kẽm rồi cho nên là mình không có